Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Mía. Mình có một công thức làm bánh bông lan hai màu rất là nhanh và đơn giản, kết hợp với lại sữa chua giúp cho kết cấu bánh rất là mềm mịn. Mời các bạn cùng tham khảo cách làm nha. Đầu tiên mình đập hai quả trứng gà vào một cái tô lớn, cho thêm 100g đường rồi khuấy lên cho đường tan. Kế tiếp mình sẽ cho vào 100g sữa chua loại có đường, thêm 60g dầu ăn nữa, 2 miếng vani để giúp bánh thơm hơn. Tiếp tục khuấy đều hỗn hợp lên, khuấy cho đến khi thấy nó tan đều ra rồi thì mình tiếp tục rây vào 150g bột mì đa dụng. Các bạn có thể làm bột mì số 8 cũng được. Trộn đều tay cho đến khi bột khô nó ngấm vào hết. Mình trộn đến khi thấy nó không còn vón cục nữa là được. Bây giờ mình sẽ rây vào 4g bột nở và trộn đều một lần nữa. Xong mình sẽ chia nó ra làm đôi. Ở nửa phần bột này mình sẽ cho vào 3g bột cacao. Mình trộn cho đến khi thấy nó đều màu như vậy là được. Về khuôn đổ bánh thì mình dùng khuôn chữ nhật có kích thước là 9 x 19cm. Mình sẽ lần lượt cho từng cái lớp màu vào, lớp màu đen, sau đó lớp màu trắng thì mình đổ đè lên lớp màu đen. Mình cứ như thế đổ cho đến khi hết lượng bột là được. Sau khi đổ hết bột thì mình cho bánh vào rãnh cuối và nướng ở 140 độ trong khoảng 50 đến 60 phút. Nhớ làm nóng lò trước 10 phút nha. Mình nướng đến khi thấy bánh vàng và ghim tâm vào, thấy tâm khô là được. Mình cho bánh ra ngoài rồi bỏ cái lớp giấy lót đi. Các bạn cắt ra bên trong sẽ thấy nó tạo thành hai lớp màu xen kẽ rất là đẹp mắt. Ưu điểm của bánh là làm rất là nhanh và gọn. Các bạn hãy cùng làm cho gia đình mình thưởng thức nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.